Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Express. Thì để tham gia dự án này, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình sẽ làm start chatbot nha bạn. Rồi các bạn lướt cấp xa để dự có bot nha bạn. B B B 9 E A. Mình gửi cho bot nè. Rồi mà bấm giờ mình sẽ ghét được 500 top cần có hiệu là SPO nè. Thì chương trình góp này random cho 1000 member người bạn. Rồi bạn bấm continue nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tụ join kênh góp nè. Tiếp tục các bạn follow tụ Twitter và tăng một người bạn nè. Chờ Twitter nè các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn tweet tăng một người bạn vào các bạn. Anh tweet lên nè. Sau đó các bạn mở inform rồi, bạn follow minimum nè. Thì dòng được các bạn, nếu không được mình mắc phát IP. Được rồi, ơi, rồi bạn follow minimum nè các bạn. Các bạn chờ xíu các bạn để nó follow sao nó đơ đơ các bạn. Để mình login kìa. Rồi sau khi bạn follow xong mình drop lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục follow Twitter, like và Tweetbot nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tiền cái bài nữa các bạn. Đâu rồi ta? Rồi cái bài này nè các bạn. Các bạn like các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn bấm vào con submit tên. Rồi các bạn bấm done. Trên group xong thì bấm done. Tiếp tục bấm submit đường link profile Twitter mình nha các bạn. Chỗ này nó sẽ dự án này sẽ list trên sàn Uniswap. Nó sẽ phân phối trước 1 tháng sau khi list sàn Uniswap nha các bạn. Nếu bạn nào nhận được token rồi bạn gửi support. Tiếp tục submit profile link minimum nữa. Nhấp vào minimum. Rồi trên minimum thì bạn nhấp vào ảnh avatar mình nào bạn. Ảnh đen đen nè. Rồi nhấp vào ảnh avatar mình nha bạn. Nhấp vào trang cá nhân của mình nè. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba cái ảnh cùng nè. Bạn copy đường link minimum mình nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi các bạn xôn xào hay góp nè. Đó các bạn. Rồi join xong thì bấm done. Tiếp tục submit file. Nó có tờ quyết xong thì bạn bấm check. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ về C20 trên giấy trúc wallet mình nha các bạn. Rồi bạn gửi support nè. Rồi tiếp tục bấm xác thực cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 500 token XPO nè, random 1000 member may mắn thôi các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.